Hôm nay là ngày có lương đấy. Không biết tháng này được bao nhiêu nữa. Tháng này ông kiểu gì trả cao nhất công ty. Đúng đấy, ông nhiều kịch bản thế còn gì. Ủa xem đèn sắp đấy. Em chào sếp. Em chào sếp ạ. Các em có biết hôm nay ngày gì không? Dạ, ngày lương ạ. Phòng kế toán đã chuyển tiền, mọi người check tài khoản nhé. Vâng. Đây rồi, đây rồi. Có nhầm lẫn gì không? Sao lương ít thế nhỉ? Không được, phải vào hỏi sếp. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa sếp, em thấy như vậy là không hợp lý. Ý cậu là sao? Tại sao em là người viết kịch bản và đóng góp nhiều nhất cho công ty mà kết quả nhận được lại không đúng như kỳ vọng? Thì ra là vậy. Cậu cho tôi hỏi, cậu làm việc ở công ty này bao lâu rồi? Dạ, cũng được 1 tháng rồi. Đúng. Còn những người ngoài kia, họ làm từ những ngày công ty thành lập đến bây giờ, có bao giờ họ kêu than giống cậu không? Họ là họ, còn em là em. Em không thể nào chấp nhận được với cái môi trường làm việc như thế này. Tùy cậu. Công việc này ngoài kia đang có rất nhiều người ao ước. Mời. Này cậu kia, sao cứ đứng ngơ ra đấy? Có biết khách đang chờ không hả? Dạ. Vâng, em làm ngay. Em mời chị. Cậu kia, tôi thấy cậu dạo này làm việc rất chảnh mảng. Làm hay nghỉ đây. Tháng này cậu bị trừ mất 30% lương. Ông tự đi mà làm. Nhanh lên ông ơi, sếp sắp đến rồi đấy. Trời ơi, chậm tiến độ là sếp mắng ấy. Đây! Ôi ông ơi! Đại lên! Tỉnh dậy đi đây ơi! Đây ông ơi! Đây! Tỉnh dậy đi đây ơi! Đây! Đây! Mệt quá hả em? Dạ... không ạ. Mới có 1 tháng làm việc mà em đã thể hiện rất tốt. Anh rất tin tưởng và kỳ vọng vào em. Cố lên em. Dạ vâng, em sẽ cố gắng ạ.